tai nghe Bluetooth Hurtur of Human, mô hình scale Fuhua Vân Mạc Đan Tâm, mô hình scale Elysia cực kỳ dễ thương, hay còn có cả mô hình Chibi Lý Tố Thường vừa mới được ra mắt cùng Anniversary phiên bản 6.1. Thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm này tại Honkai Impact 3 Việt Nam Shop. Tại đây, thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm, phụ kiện mà mọi người muốn. Ren sẽ để đường link chi tiết sản phẩm và shop dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là Ren. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với nick của bạn Subin Harry. Và bạn này thì lên tàu được 1055 ngày. Lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 27 tháng 4 năm 2019. 1055 ngày, vậy là chơi game khá là lâu rồi. Và bạn này thì không có nạp luôn, 1000 ngày không có nạp đồng nào. Vậy là chúng ta sẽ show nick một nông dân chăm chỉ 1000 ngày. Một ngày là khá là lâu đấy. Để xem nick này còn thiếu, tôi còn thiếu hơi bị nhiều nhỉ. Ở đây thì một số nhân vật mà mình ấy, bạn ấy chưa có. Ở đây thì bạn ấy thiếu, bạn ấy tạch. Bạn ấy không có hơi chờ, nói chung có hai hơi chờ này. Kiana không có, Vương Mạc Đan Tâm cũng không có luôn. PE không, Mobius không, Aponia không. Có vẻ là thanh niên này số khá là nhỏ mình. Tạch rất khá là nhiều. Ok, chúng ta sẽ xem thêm cả cái chiều cao thần của bạn này xem sao. Chiều cao thần thì cộng 48 và tuyệt đối giới lên cộng 85. Chiều cao thần cộng 48 thật sự là một con số rất là thấp luôn. Ủa, mình nghĩ là chắc là cũng không đến nỗi mà sao thấp thế nhở. Ok, chúng ta sẽ sâu từ Kiana trở đi. Đầu tiên là Hơi chờ The Void của bạn này thì có vùng đất thua vĩnh kiếp với lại full set Ceiling Falcon rồi. Và bạn này thì đang ở level 88. Ok, level 88 rồi, phải là đang ở khu X này. Nói chung dàn Kiana của bạn này thì không có một cái gì nên hồ luôn. Không có luôn. Chúng ta có mắm lửa với lại mắm số ảo dùng được thì bạn này đều không có. Đất ơi. Và sau khi cái đợt gọi là hậu gacha xong thì chắc là arc của mọi người sẽ lên hương rất là nhiều. Nhưng mà thật sự sau khi run xong thì mình cảm thấy là hơi hối tiếc rồi. Mặc dù thì sau cuộc livestream thì cũng gọi là hút hết luck của chín thanh niên. Nhưng mà thật sự thì mình cảm thấy hơi hối tiếc khi mà Ron mắm lửa mọi người. Bởi mắm lửa, à nhầm, Ron hơi chữa finality. Bởi vì nick của mình là không có support lửa. Không có support lửa nhá mọi người, cho nên là mắm lửa Ron về cất luôn, không dùng được. Cho nên là mình rút được ra một điều là trước khi các bạn Ron DPS thì các bạn hãy nhìn xem là dàn support của các bạn có đồ hay không. Mình chê hơi chữa origin là yếu hơn mắm lửa, nhưng mà hơi chữa origin của mình thì có ADN full handler support nha mọi người. Cả hai thì đều dùng hơi chộp trước cho nên là mình không tính nhé. Nhưng mà mắm lửa, mây của mình hơn Kiana là mây có full set handler để support. Đấy, còn hơi chờ origin của mình thì không có cái gì luôn. Cầm Thaloi Narukami với lại cầm top bot Wang Yanji và Mobius Lanius mọi người. Set gọi là set vô cùng là hổ lố luôn, nhưng mà đánh điểm cực kỳ là ổn luôn mọi người. Mắm lửa không đánh được. Tóm cái máy lại là mắm lửa không có support, không đánh được. À nhầm, mắm số ảo mọi người. Thôi mạch ghê. Cho nên là sắp tới mà mình có Ron DPS thì chắc là mình cũng nên xem xét lại là dàn support của mình có đồ chưa. Chắc chắn là nên ưu tiên support. Ôi mẹ, thất vọng vô cùng. Nói thất vọng mấy ông lại bảo là mắm lửa mạnh mà. Khổ quá, người ta đang nói là không có support. Nhưng mà không sao, mình sẽ không để cái thumbnail là kiểu thất vọng, rất thất vọng đâu. Ok, ở đây thì mắm gì chứ. Ở đây thì hơi trợ origin của bạn này thì có cây chấn rồi. Và cây chấn thì bạn này nâng được lên level 55 và full gear luôn. Tính ra nếu như Ron hơi trợ origin thì thôi, mắm lửa cũng được. Lựa chọn kinh tế, nghèo mà đòi hít đồ thơm, có cái quần què. Ở đây thì đấy, hơi trợ thunder của bạn này thì không, mới chỉ ở mức rank S2 thôi. Thất lôi Narukami với lại full set handler. Và bạn thì có cả bộ skin này luôn. Hơi chờ ở origin thì có thể lắp full set handler với lắp đồ của hơi chờ thunder được nha mọi người. Mình khẳng định là được và đánh điểm cực kỳ là ok luôn. Ở đây thì bạn ấy có hơi chờ chớt và có cây chấn với lại bạn ấy đang lắp full set oslock. Hình như là bạn ấy không có. Lại một thanh niên, lại một người nữa giống tôi.
Thật sự thì hơi chờ ở Finality mà không có hơi chờ trước support full gear hay là không có AI full gear thì nó rất là yếu luôn. Chỉ có cất gió thôi mọi người ạ. Thử sinh ngân dực thì cầm cây hạt cuối với lại top boss Bronya. Rồi ok. Full gear tấn công 1296 cái trở lên 1.5. Sao lại thế ta? Ủa, tính ra là chưa full đâu. Top boss thôi. Đây là Hazumini của bản này thì cũng có top boss từ Game Gear rồi. Thanh niên này thì là F2P thôi. Bản này cũng không có cài hơi triệu Vision. Có thì cũng giống mình. Ê, để xem nick này với nick của mình nó có hơn từ nhau. Nick của mình thì có bấm lửa nhé. Có cả hơi triệu Vanity luôn. Nick này thì có cái này, nick này. Hơi triệu Thunder thì cũng thua này. Hơi triệu Origin thì ok, bản này có. Bản này có hơn. Bronya thì không, cũng giống nhau thôi. Cái này thì có hơn một chút. Himeko thì chắc là với nông dân kinh tế hạn hẹp thì chắc là bọn này không có nuôi đâu đúng không? Ông làm gì nuôi nổi, mơ đi cưng. Ở đây thì bạn ấy có vừa cả phần cây Elysia Acha luôn. Paladin thì bạn ấy có cả lĩnh vực rank SS và bạn ấy không có lắp đồ, chắc là bạn ấy cũng không có đồ luôn. Đây bạn ấy có Ron ra hơi trời xem tiền cầm gì đây, không có Broken Sword nên là bạn ấy đang lắp tạm cây đi comic và top bot kiếm gãy và cái bạn ấy thiếu mid. Là trời, vân mặc đen tâm cũng chưa có luôn. Có thì nếu như không có vân mặc đen tâm thì cầm hơi chợp chết cũng được. Mặc dù là bây giờ mình vẫn phải cầm vân mặc đen tâm đi vực mọi người. Mình vẫn cầm vân mặc đen tâm đi vực. Yên tâm là không có rớt sen đâu. Thậm chí là điểm cũng ok. Ở đây thì Spinatera ở mức rank S3 tấn công 1355 này. Full Varna ok, full gear. Rồi mình cái banner này hay lệch Varna lắm. Chắc là bạn ông nào chưa full thì chắc là cũng lệch phát full gear luôn. Mình nghĩ là như thế. Mình có nhiều mà. Mình có nhiều nên là mình biết là nó sẽ lệch ra cái gì. Rồi thì cái gì. Nói chung là lệch ra rất là nhiều rác luôn. Trừ mấy cái banner thiết kế tự chọn. Nhưng banner thiết kế tự chọn thì chưa có đâu. Bây giờ bên server thì chưa có. Bình thường sinh cầm cửa bị ngạn kết nối. Rồi ok. Vì ngã song sinh thì chắc là bây giờ SS. Chứ bây giờ S0, F1, S2 thì chắc cứ đủ rồi. Nhìn cái dàn Duranda này. Mà đây không có một nhân vật nào luôn. Không có luôn. Mạch nha. Blazing Hope có top Asuka. Có cả cây trấn luôn nhưng mà mức rank S0. Có skin luôn nha. Fischl có cái mức rank SS, có cây điện văn ban đêm. Và không có quang, có mỗi mid boss cũng chưa có full ấy. Ít cũng chưa full. Hơi bị nan giải nha, có vẻ thanh niên này là một nông dân không được may mắn, gọi là nhân phẩm hơi bị âm vô cực. Hoa cầu quá khứ thơ tình level 55 với lại full set level 65 với lại full set Elysia full gear rồi tấn công 1464 hơi trợ human này kiểu ego với lại full set Elysia pristine. Và cái là bạn ấy có cả hai Elysia đều full gear, một là DPS vật lý và một là DPS băng khá là mạnh. Mô biết chưa có mở khóa Raven SSS Oscar Win Carapepper. Carapepper bạn ấy đú được Paganini luôn đấy mọi người. Mình không biết là đú hay là bạn ấy like red mà lại không có chấn. Paganini có mid. Nó quan trọng nhất là cái mid và cây chấn. Thì bạn ấy có cây mid rồi cũng được. Gọi là full gear nhưng mà không chấn. Lời nguyện tạch chấn, trừ ông này ra. Ở đây có cây Night Eye top mid Pates và đang thiếu boss nên là bạn ấy lắp boss Kazene. Được. Cái boss thì nó hồi SP toàn độ và cả mình luôn, toàn đội lại có mình mà đúng không? Có cây chấn rất hay điên thì chắc là full hander rồi đúng không? Ok, full hander và bạn đang laptop quá thì Gamer support đi ạ. Đây là người đi sale thì là Valkyra support vật lý chuyên về trạng thái tụt máu. Ở đây thì bạn ấy có một cái boss và cây chấn thôi, không có mới có gọi là 2/4. Vinfi thì chưa có mở khóa, lý tố tường của bạn này thì cũng chưa có luôn. Đây lý tố tường S2 này trở level 50 với lại của lộ level 15 rất vàng rồi với lại full đồ thần chậu kiếm support bang AI có đồ hay không SS này trở level 50 top Tiganier và có cái mid 2/4 chấn và mid. Trận chiến thì bạn ấy có Ron được ra Durana thành kiếm mới chỉ 2 sao, có đúng một trận chiến thôi, 1000 ngày mà hơi ít nhở. Ôi rồi 4, 5, 6, 7, 8 có đúng 8 cây thôi và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cây bạn ấy nâng nửa vời xong vứt đấy.
hơi ít, thật sự như này là rất là ít luôn, 1.000 ngày. Kho vũ khí thì bạn ấy có một set mây, hai set thần chủ kiếm, 3 này 4 ender, 5 rana, 6 7 8 8 set full mọi người ạ. Còn đâu toàn là 3/4 thôi. 8 set full và rất là nhiều set chưa có full. Tuần trước thì chiến trường ký ức bạn ấy xếp vào 3,05%, chả biết đánh như nào nhưng mà được 3% là với cái dàn Valkyria trông nó cũng khá là không được đầy đủ cho lắm, mà đánh được như thế là cũng ok rồi. Và vực thì đang ở vực xem đầu 1.730 cúp là bạn này không được cộng cúp gì hả? Hình như đang đánh hay sao? Được đâu để mình nhận không? Ok. Ok, mọi người thấy nick của bạn Subin Harry như thế nào thì nhận xét xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Còn đối với nick này thì 1.000 ngày nông dân này có vẻ là khá là nhỏ. Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhận lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. Like Arc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Ok, mình đã quay trở lại với nick thứ hai. Đây nick này của bạn No Name Yes. Nick của bạn này thì level 88. Vừa thấy mình vào thì mình thấy mình không vực đau khổ 3 là mình thấy có điểm rồi mọi người. Nick này thì lên tàu được 545 ngày, lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. 500 mấy ngày cũng ok rồi mà, level 88 rồi đang vực đau khổ 3 không nào. Ok. Đâu. Thật sự đang ở đau khổ 3 mình cũng hơi rén rồi kìa. Ở đây thì bạn ấy còn thiếu khá là nhiều nhân vật. Ok, do là cũng gọi là tấm chiếu như nào, cũng không phải là chưa trải mà cũng không phải là OB bình thường. Chơi game cũng không lâu mà cũng không new nữa rồi. 500 mấy ngày thì chắc là không còn hai từ newbie nữa rồi. Ở đây thì bạn ấy còn thiếu mắm lửa này, Silver Wing này. Ở đây thì bạn ấy còn không có cả Vân Mặc Tân Tâm, Bea, Apunia. Với chứ mình cũng chưa có luôn mà hơi sửa xem tiền. Nói chung là nick này thì thiếu khá là nhiều. Rồi không biết là bạn ấy đã có team gì ổn định chưa. Rồi 500 mấy ngày chả biết là nên sâu gì ta. Ok, chúng ta sẽ sâu từ kia này trở đi. Ở đây thì đầu tiên là bạn ấy có hơi trường The Void nhưng bạn ấy không muốn nuôi. Hơi trường The Void thì lấy free thôi, bây giờ các bạn newbie thì đều lấy free hết. Đây, nhân vật chính của chúng ta đó chính là hơi trợ Finality. Cả bằng vùng đất hư vô vĩnh kiếp level 65 và bạn này đang lắp full set Rana. Vậy là bạn này mới chỉ run ra nhân vật thôi và không có đồ. Không sao nhưng mọi người, mình khẳng định ra là run hơi trợ Finality ra không có đồ, nó vẫn ổn. Nó chỉ không ổn khi mọi người không có support thôi. Nếu như bạn này có AI full gear và có hơi trợ chốt full gear thì vẫn đi easy, đơn giản, thật sự luôn. Còn bạn nào mà AI không có đồ, trực trước không có đồ mà mắm full đồ thì cũng vứt. Nói chung không phải là vứt mà kiểu nó yếu hơn so với team khác ấy. Team khác có đồ thì đương nhiên sẽ ngon hơn bởi vì kiểu các bạn bây giờ các bạn có rất là nhiều sự lựa chọn. Các bạn có thể cầm PE này, các bạn có thể cầm hơi trực trước này, các bạn có thể cầm hơi trực Origin này. Với lại hơi trực Origin cũng free luôn, cho nên là mình nghĩ là bạn nào cũng có Hander nữa. Với lại cái set Hander lại là cái set G3 mọi người có thể cày. Cho nên là tại sao mình lại không nhận ra điều này. Mình lại không nhận ra là mình đang có một Valkyrie support full gear nhỉ một người. Sau đó mình có thể skip con Hunter ở Finality để mình lấy đồ cho Hunter Origin. Vậy là mình không cần lấy đồ cho Origin đâu. Mình chỉ cần run full gear Hunter trước thôi. Vậy là mình đã có một team 2 nhân vật trong 3 nhân vật full gear rồi. Đánh cực kỳ là đơn giản luôn. Điểm lại còn cực kỳ là cao. Sao mình lại phải đâm đầu vào con mạng mình cái gì? Trong khi nó không có đồ, nó không có quẩy được. Thế là cut luôn mọi người. Các bạn cứ thử cầm mà không có đồ, không có support xem. Các bạn vừa hết support đi rồi các bạn sẽ thấy nó như thế nào. Tôi quá buồn. Chết, mình đang sâu bạc à? Ở đây thì hơi trừ up Origin của bạn này thì mình không thấy bạn ấy lắp đồ, cho nên là mình cũng chẳng biết là bạn ấy có đồ hay không. Thanh niên này chắc là không có ấy rồi, nên là bạn ấy cái này thì chắc là mở hòm. Đây thì hơi trừ Thunder Rank S1 và cũng không có gì cả. Mắm lửa cũng chưa có luôn. Đây là Hasubuni cả Buni 19C và đang thấy có cái boss thì game như không có đồ. Hơi trợ Britson SES này có một cái chân lý khả kia Top Midwest và cũng 3/4 nhưng bây giờ ai còn dùng cái set này nữa. Đây là hơi trợ Juice nha mọi người. Sorry, ở đây thì
có trần và có mít. 24 trần có trần và có mít nó không ngó lên được điều gì cả. Nó rất tệ. DPS có thể cầm set F2P nhưng support thì không. Impossible. FPS Paladin. Ok, thua thì sao? Quickly, oh, đang thua. Hơ chờ xem tiền không, hơ chờ vẫn, hơ chờ à vẫn mà. Hơ chờ. Chết rồi, game quá nhiều, hơ chờ mình bị lú rồi. AE của bạn này cũng không luôn. Thật sự nick này như cái quần đùi ấy. Không có đồ. Không nuôi, e được cái là có skin nha. Nick này có skin nha. Đấy, mình bảo rồi, mình thấy đằng đâu của ba là mình thấy có điểm rồi. Trời ơi, bạn ơi. Sự bất ngờ của Nanji. Hai chết nó vẫn còn thỏ nữa. Cho nên cứ đầu tư support đi mọi người. Ở đây thì PA bạn ấy cũng chẳng có cái gì luôn. À Durunda chẳng có gì cả. Crystal thì có cày lên mức rất ít. Thật sự là 500 ngày. Nếu như đối với người khác thì mình nghĩ là sẽ có một cái nick ngon hơn như thế này. Rất là nhiều luôn. Hơi chờ Corruption FTS nhưng mà cũng chẳng có gì cả. Cũng không có cày vào bố luôn ấy. Hơi chờ Human không. Bạn ấy có đó là ra Mobius. Nhưng mà Mobius thì có top boss là cũng không có chấn. Không có ý định full hay gì, mô biết thì ta được rất là lâu rồi. Bây giờ nó sắp chuẩn bị out meta đến nơi rồi mà vẫn chưa full. Non về xong rồi vứt đấy. Ơ là trời. Nhưng mà công nhận là lâu lắm rồi chúng ta mới show được một cái nick nó phèn như này. Thật sự là show nick toàn nick ngon, vì show những cái nick như này cũng thấy hay hay mọi người. Cũng kiểu chẳng có gì để show. Ở đây thì bạn ấy Paganini top boss và có cây này. Mình nghĩ là chắc là great thôi. Chứ làm gì có một nông dân nào mà dám đú cái set Paganini. Bé mèo không có đồ. Người trần chuồng, Apunia chưa có mở khóa. Eden không cày Hender luôn. Không cày luôn. Đây chính xác là một nông dân vừa nhọ vừa lười. Thì chúng ta sẽ có một kết quả như thế này. Nó là một cái nồi cháo heo. Thật sự cái nick của mình nó đã là một cái nồi lẩu thập cẩm rồi. Cái nick này nó còn thập cẩm hơn. Thậm chí là Lý Tố Thường bạn này còn chưa có luôn ấy. Thì đối thường thì ta từ cái đời Tứ Nhi Thái Hậu nó được. Là trời, AI cũng không có luôn. Ôi mắm lửa. Vân Mạc không có, hơi trượt, Just không có đủ, AI không có, hơi trượt. Hơi trượt, Final Luigi, vứt. Ở đây thì trợ chiến bạn ấy có đo được ra nhược kỷ. Ôi rất buồn. Chia buồn là nhược kỷ sẽ được free ở phiên bản 6.5. Trợ chiến thì bạn ấy có đo được ra Lay In và F và Duranda. Ở Kiana, Kaslana mà. Hoa vũ khí thì cũng có 4, 5, 6, 6 cây dắt vào mà 1, 2, 3, 3 cây, 100 ngày, 500 ngày, từng đấy cây là cũng xài tạ. Kho vũ khí, nhầm đây là kho viết thánh thì bạn ấy có một set Willow full này, 2 set Rana và... Ơ chết rồi, vừa lấy mình sâu đâu nhỉ? Ở đây thì bạn ấy có một set Willow này, 2 Rana, 2 set full, 3/4 này. Không, thật sự căng mắt ra mới nhìn thấy mấy cái set biết thánh luôn đấy. Đây cũng 3/4 này, đây 3/4 này. Hết. Trời ơi, 500 ngày. Thật sự phải vỗ tay luôn đấy. Không hiểu chơi kiểu gì. Cho một tràng pháo tay cho bạn này. Lần trước thì bạn đến xếp bạn 65.99%. Đúng dưới đáy xã hội luôn. Đang vực, đang khổ ba. Tôi quá mệt mỏi rồi. Nick này đúng xứng đáng, vì em xứng đáng. Xứng đáng nhận hai từ đau khổ. Ok. Ok mọi người, thấy nick của bạn ấy như thế nào thì hãy xem xuống dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye. Quá mệt.